xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một kiện bát, một cặp bát mang mã hiệu là 18 TNW 3000 của một bác khách ở trên tỉnh Điện Biên. Bác con ấy là đã dặn em là chú cho anh cả ốc nữa để anh về anh lắp vào thùng. Đấy, cũng vì em nhỡ mồm bảo là anh ơi cái loại này anh lắp là phải độ nòng đen nhớ, thế là bác xin luôn, thế là em lại biếu thôi. Ok, thì bây giờ anh em chúng em sẽ bóc ra và nhét cái gói ốc này vào trong cái thùng các bác nhé. Đây là nòng đen này. Đấy. Đây là nguyên đai nguyên kiện hai chiếc. Ok, xin mời người anh em cùng bóc ra xem nào. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nhé. Nhiều cái em bóc ra thì em sẽ không rạch cái này, nhưng mà đây là nhiều cái là cứ rạch luôn đây. Đấy. Bởi vì hai kiện này trọng lượng của nó rất là nhẹ. Một kiện này chỉ có tầm 13 14 kg thôi, tức là hai kiện này tất cả bìa thêm cả một lớp bìa nữa nó chỉ vào khoảng tầm là gần 30 kg. Hai kiện này. Đấy, đây là cụ ba bác. Rất to, rất cồng kềnh. Đấy. Ok các bác nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện 18 TNW 3000. Kiện kiện băng nô thôi. Đấy, từ từ. Cho mấy cái này vào đây cho. Đấy. Cho trong đây đã. Xong bắt đầu nào. Để cái bát này trên đây, bóc nút cái kiện kia ra cho các bác cùng xem, chứ không các bác lại kêu cái này cái kiểu khó nói lắm. Ok. Đấy. Một cái loa thì bê rất là nhẹ nhàng, nhưng mà hai cái loa nó phát là bê không nhẹ nhàng một tí nào. Đấy. Các bác xem nhá. 18 TNW 3000. Công suất đỉnh điểm 10.000W. Công suất khởi điểm để chạy được là 1.800W. Công suất chương trình là 3.600W. Rất là khủng. Ok, chúng ta sẽ nhấc bát ra đã. Đặt tạm xuống nền đất này nữa. Đấy. Các bác xem. Đóng gói rất là ghê gớm. Đó. 18 TNW 3000. Super Ultra Long Factory. Củ loa siêu trầm, đáp ứng tần số thấp rất là tốt. Con này thì rất là chất rồi, không chê được rồi. Tiếc mỗi cái là tầm này dãy xưởng bên em làm đang hết thùng, không vào thùng. Đây các bác xem nhá, series ngày này. Sản xuất ngày 20 tháng 7 2022 này. 18 TNW 3000. Ố cái điện thoại. 20 tháng 7 2022. Đấy. Từ 22 côn 100, 2 tầng côn. Đỉnh địa 10.000W. Chưa thấy củ nào mà khiếp này. Củ đây nữa cũng thế. Củ đây nữa thì em sẽ xoay cho các bác xem kia. Ở phần đây. Series ngày tháng. Đấy, cũng là 20 tháng 7 2022. Đây các bác nhìn này, 2022 trước này, 07 này, 20 này, đấy, QC pass. Tức là đều được kiểm định rồi. Cái này lát nữa sẽ dí vào đẩy của anh thử. Lỗi cái là không gửi. Còn đây là ốc nòng đen. Em sẽ tặng cho anh khách đặc biệt ở trên tỉnh Điện Biên. Cũng là rất chất lượng. Nhìn là muốn mua à? Loại này mà các bác nắp vào xúc kép thì nhẹ hơn rất là nhiều so với từ 28 côn 125. Trọng lượng của một chiếc củ loa này nó khoảng tầm là 12,5 đến 13 kg thôi. Nên là các bác mà nắp vào xúc kép thì thứ nhất vừa được công suất lớn. Thứ hai, nhẹ nhàng trong quá trình vận chuyển. Nếu như các bác vẫn tham chơi cái loại TNW 4000 bên em vẫn bán bình thường. Giá thì bằng con này thôi là 5,5 triệu một cặp. Nhưng có một điểm trừ, đó là trọng lượng nguyên kiện, ví dụ nguyên đai nguyên kiện này là nó vào 21,5 hay 21,2 kg gì đấy. Tức là củ bát không thôi đã vào hơn 19 kg rồi. Còn như cái này nguyên kiện này chỉ có tầm hơn 14 kg thôi. Đấy, và bao ship đi cho các bác. Nếu mà bát không thôi thì nó tầm hơn 12 kg, gần 13 kg một chiếc của nó bát này. Chuyên dùng cho bác đánh này xong sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp. Đấy. Và sắp tới thì em cũng bật mí luôn với các bác là em sẽ nghiên cứu cái mẫu thùng của hãng Ethan Sound này. Thùng bên hãng họ có thiết kế, có đưa ra mẫu thì em đã có được cái thông số đặc biệt của hãng. Không phải là ai cũng xin được đâu, mà xin nó phải khéo thì như nào hãng mới cho. Đấy. Thùng của hãng họ thiết kế và công suất thiết kế, tức là họ đề xuất thiết kế cái mẫu thùng cho dòng này
thì nó có cái đời là súp kép, nhưng mà súp kép có súp mặt thôi, không có súp hầm. Và súp đơn thì lại có cả súp đơn mặt và súp đơn hầm của Ethelsound. Tức là thùng thiết kế hợp luôn với cổ loa này. Còn các bác nào mà thích cái thông số đó, hoặc là các bác thích thì em sẽ in ra giấy, sau đó là gửi cho các bác để các bác về tự cắt gỗ, tự đóng thùng. Nhưng lưu ý, thông số này không phải là ai cũng xin được đâu. Nên là các bác mà muốn lấy thông số thì em xin tí tiền duy trì sự sống nhá. Đấy. Ok, thì bây giờ em sẽ đưa vào máy test thử. Đấy, thì tiện đây cũng quay thử luôn cho các bác xem nhá. Đưa máy test thử sau đó gửi hàng cho các bác thôi, chứ còn cái đoạn test thử thì cũng không quay cho các bác. Các bác thử biết test thế nào rồi. Đấy. Ok, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Của bác rất chất lượng luôn ạ. Mẫu màng thu đã thấy tiếng rất hay rồi. Đấy, các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhá, 5,5 triệu một cặp bao ship.